ớt chứa một lượng rất nhỏ purin, chất có tác dụng làm tăng nồng độ axit uric trong máu và gây ra cơn gút. Trung bình 100g ớt, dù là ớt chuông, ớt sừng trâu hay các loại ớt khác thì lượng purin cũng rất thấp, không quá 65mg. Trong khi đó, giới hạn an toàn về hàm lượng purin được bác sĩ khuyến cáo cho người bị bệnh gút có thể tiêu thụ hàng ngày là không quá 400mg. Vì vậy, người bị gút có thể ăn được ớt. Không những thế, ớt còn có tác dụng hỗ trợ thận hoạt động và đào thải axit uric ra ngoài cơ thể. Trong ớt, đặc biệt là ớt chuông, có chứa một lượng lớn vitamin C rất tốt cho người bị bệnh gút. Vitamin được cho là có khả năng thúc đẩy thận đào thải axit uric, do đó giúp ức chế tình trạng tăng axit uric máu. Trong ớt chứa nhiều apigenin và luteolin có khả năng ức chế xanthin oxidase, một enzyme có vai trò thúc đẩy cơ thể chuyển hóa purin trong thực phẩm thành axit uric trong máu. Người bệnh gút có thể sử dụng ớt như bình thường, tuy nhiên không nên dùng quá nhiều, tiêu thụ quá mức, trên 13g một ngày. Ớt chuông cũng chứa hàm lượng vitamin C nhiều gấp khoảng 1,5 đến 2,5 lần quả cam. Đặc biệt, ớt chuông đỏ chứa nhiều hàm lượng vitamin C cao gấp khoảng 1,5 lần ớt chuông xanh và ớt chuông vàng. Ngoài việc giảm nồng độ axit uric trong cơ thể, vitamin C cũng có tác dụng chống oxy và kháng viêm mạnh mẽ, góp phần giảm thiểu mức độ sưng đau do sự tích tụ quá mức axit uric ở các khớp.